Thời tiết thất thường liên tục những ngày qua đã khiến bệnh hô hấp ở các em nhỏ tăng mạnh. Đáng nói là ghi nhận tại Bệnh viện Nhi Trung ương, nếu như những tuần trước hầu hết các bé đến khám bệnh được bác sĩ tư vấn rồi cho về nhà điều trị, thì những ngày này số trẻ phải nằm lại để điều trị nội trú tăng nhanh. Nhiều khoa đã quá tải vì phải tiếp nhận các cháu trong tình trạng suy hô hấp nặng, phải thở oxy. Khoa đơn nguyên hồi sức hô hấp, Bệnh viện Nhi Trung ương mới thành lập được 2 tuần, nhưng đã phải tiếp nhận gần 40 bệnh nhi bị viêm phổi, viêm tiểu phế quản nặng từ các khoa khác. Bé nào cũng phải thở bằng oxy bởi đều trong tình trạng suy hô hấp nặng. Đáng nói, theo gia đình các trẻ, diễn biến bệnh ở các con rất nhanh chóng. Ban đầu chỉ nghĩ là ho, sốt thông thường, nhưng chỉ sau vài ngày đã chuyển nặng phải đưa vào cấp cứu. Cháu khò khè thì chỉ 2 hôm thôi, nhưng đến hôm thứ 3 thì thấy cháu ho thì đưa đi khám thì bác bảo là bị viêm phế quản phổi ấy, nhẹ thì cho về nhưng tối thì vào thì đã bị nặng. Bác bảo là cháu bị nhiễm cái con virus này, nó gây suy hô hấp nhanh á. Theo các bác sĩ, những ngày qua, số lượng bệnh nhi nhập viện mỗi ngày tăng khoảng 25%. Đáng chú ý là những trẻ bị viêm đường hô hấp và viêm phổi đều diễn biến bệnh nặng hơn so với bình thường. Tại các khoa điều trị cho bệnh nhân suy hô hấp nặng, phải thở oxy đã xảy ra tình trạng quá tải. Như khoa cấp cứu, nếu như trước đây mỗi ngày chỉ tiếp nhận từ 100 đến 120 em bé, thì nay bình quân phải tiếp nhận khoảng 170 bệnh nhi mỗi ngày. Trong khi giường bệnh hạn chế vì thế, bệnh viện phải lưu chuyển bệnh nhân sang những đơn vị hồi sức khác. Cái số lượng bệnh nhân suy hấp thở oxy thì tăng lên rất là nhiều. Vì các hàng ngày các cái khoa mà có các cái bệnh nhân điều trị bệnh nhân suy hô hấp ấy, ví dụ như khoa điều trị tích cực này, đơn nguyên hồi sức hô hấp này, khoa hô hấp đều tiếp nhận rất nhiều các cái liên hệ từ khoa cấp cứu lưu chuyển bệnh nhân suy hấp thở oxy lên. Nhưng mà cái giường thì nhiều khi là rất là hạn chế, do vậy thì bệnh viện mới tích cực triển khai các cái giường thở oxy tại các cái đơn nguyên. Đáng nói, bên cạnh yếu tố thời tiết thì những sai lầm trong cách chăm sóc trẻ của các bậc phụ huynh cũng khiến bệnh của các bé chuyển nặng. Có rất nhiều bà mẹ là sẽ tự quyết định điều trị, khi mà các cái dấu hiệu nặng lên thì mới đưa đến các cái cơ sở y tế. Cái thứ hai đó là vấn đề mà nhiều bé cái chế độ ăn không đảm bảo và cung cấp không đủ nước cho các bé khi mà các bé đang điều trị tại nhà. Tháng 9 và tháng 10 là giai đoạn đỉnh điểm bệnh hô hấp ở trẻ. Các bác sĩ đặc biệt lưu ý, diễn biến bệnh hô hấp ở trẻ rất nhanh do hệ miễn dịch chưa hoàn thiện. Vì thế các bậc phụ huynh cũng không nên chủ quan, đặc biệt ở những trẻ sinh non, trẻ sơ sinh mắc những dị tật. Khi mắc bệnh, thường phải điều trị lâu, nguy cơ diễn biến nặng cao.